Khương Nhật Minh xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày 27 tháng 4 năm 2021. Thì như hôm bữa Chủ nhật mình đã chia sẻ với cả nhà, hôm nay là ngày thứ ba nha. Thì trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì mình sẽ gom tất cả những phần quà của những tấm lòng của những mạnh thường quân ở bên nước ngoài đến với những hoàn cảnh khó khăn. Và trong ngày hôm nay là mình sẽ dắt cả nhà cùng theo chân mình đi đến một trường tiểu học có tên là trường tiểu học Tân Lộc, nằm ở tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, để trao những cái đồng phục chuẩn bị cuối năm và chuẩn bị vài tháng nữa là đón một năm học mới dành cho các em học sinh có hoàn cảnh rất là khó khăn ở bên dưới. Thì mình xin nhắc lại với cả nhà, trong cái buổi ngày hôm nay thì mình sẽ gom tất cả số tiền ủng hộ của những mạnh thường quân. Rồi, đầu tiên là mình sẽ cho cả nhà xem. Đây là của chú Tuấn, đó đã gửi cho mình ha. Và chị vợ Tân, hai con gái là Trinh và Trân là 200 đô la. Bây giờ mình sẽ cùng dắt cả nhà đi ra quét tên Diêm Nhanh nha, để lãnh 200 đô này. Rồi thêm nữa là của anh Đẹp cũng là 4 triệu, cũng là của lãnh ở quét tên Diêm Nhanh luôn. Đó. Rồi ngoài ra thì mình chia sẻ lại với cả nhà một lần nữa là mình sẽ lãnh 12.300.000 là của một anh đây nha nha, 12.300.000 của một anh ở bên Na Uy, hình như là anh Hiếu đó cả nhà, đã gửi cho mình. Không biết là có phải anh Hiếu không à, tại vì mình quá là nhiều người gửi cho mình luôn mà chuyển khoản qua ngân hàng không có để họ tên thì mình không biết, nhưng mà mình nhớ là mình đã nhận được một cuộc điện thoại bên Na Uy, cũng như là mình có thấy comment ở trên YouTube. Đó, thì là 12.375.000 đây. À, với hai tài khoản ở Westin Diêm Nhanh và hai tấm lòng là một của anh Nam Long. Anh Nam Lâm là 100 đô la, còn một anh nữa cũng là 100 đô la nữa. Cả nhà đợi tí đi. À, của anh Hiệp. Thì bây giờ là mình sẽ dắt cả nhà đi tới tiệm vàng để cùng với mình đổi hết, và chúng ta cùng các đồng đội của mình đem số tiền xuống để mua những bộ đồng phục trao cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiểu học ở dưới trường Tân Lộc Tam Bình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến tiệm vàng thôi nha cả nhà. Thì cũng chia sẻ với cả nhà luôn, hiện tại bây giờ là 7:24 buổi sáng ngày thứ ba, 27 tháng 4 năm 2021. Đối với những tiệm vàng ở Vĩnh Long á cả nhà, thì phải tầm khoảng 7:30 đa số là mới mở cửa đầy đủ. Có những tiệm vàng thì mở cửa sớm hơn một tí. Cả nhà thấy hôm nay khung cảnh đường ở thành phố Vĩnh Long khá là vắng lặng phải không ạ? Đây nhé cả nhà, ở đoạn đường 3 tháng 2 phường 1 nha cả nhà, phố Vĩnh Long. Đây là chợ trái cây nha cả nhà. Đông trong buổi sáng ngày hôm nay. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến tiệm vàng Hưng Long, là một trong những tiệm vàng mở cửa sớm nhất tại chợ Phường 1 Hưng Long đó nha. Rồi chào anh chủ. Anh đi sớm vậy? À, bữa nay em đi tới Tam Bình. Chợ mới hay chợ cũ? À, chợ, em đi tới trường tiểu học Tân Lộc cấp 1. Nay trao những phần đồng phục cho mấy học sinh khó khăn. Đây cả nhà. Dạ, cả nhà đây là tấm lòng của anh Hiệp nha cả nhà, mình sẽ gửi đổi.
trong buổi sáng ngày hôm nay. À, cho anh rút tiền quét tên luôn. Rồi, hôm nay là của anh Nam Lâm nha cả nhà. Nam Lâm, Lâm Nam gì đó, giờ cũng 100 đô luôn. Rồi, bây giờ là... cả nhà đợi mình tí. Dạ, chào anh. Rồi cả nhà ơi, trong buổi sáng ngày hôm nay là ngày 27 tháng 4 năm 2021 thì 100 đô la chúng ta sẽ đổi được là 2.365.000. Đây, mình đã đổi của tấm lòng của anh Hiệp và anh Lâm Nam. Rồi bây giờ cả nhà đợi mình tí nha, mình đang rút quét tên đó cả nhà. Rồi sẵn đây thì mình sẽ cho cả nhà xem luôn. Đây là hai cái tấm lòng của những mạnh thường quân gửi cho mình qua quét tên Diêu Nhanh. Một mạnh thường quân là gửi 200, nhưng riêng anh Điệp thì anh Điệp là quyết định là dùng 4 triệu để gửi vào trong cái phần quà ngày hôm nay. Còn bao nhiêu thì mình sẽ làm theo ý của anh Điệp, mạnh thường quân. Đây cả nhà xem, 200 đô. Đó, thì mình cũng đổi ra luôn. À, tiệm vàng Hưng Long là cũng là một trong những tiệm vàng mà rất là tạo điều kiện cho mình để quay cho cái nhà xem á, về rõ ràng cái giá đổi tiền. À, đây là cũng là một cái tiệm vàng rất là lớn ở Vĩnh Long nha cái nhà, ở chợ quận 1 á. Vậy là 200 đô hôm nay là chúng ta sẽ được là 4.730.000 nha cả nhà. Rồi. Rồi, còn cái này thì là của anh Điệp, mình sẽ lấy ra là 730. Đó, để gửi vào cái tấm lòng của anh ấy. Còn 4 triệu thì sẽ hợp chung với những cái phần quà còn lại. Bây giờ chúng ta sẽ đi rút 12 triệu nha cả nhà, 300 mấy chục ngàn đó, từ cây ATM. Rồi sau đó chúng ta sẽ gộp lại và chúng ta đi xuống đó. Rồi, cảm ơn anh chủ. Rồi, chào anh chủ. Rồi, cảm ơn mấy em. Còn cái nhà ấy thì mình đã đổi xong ở chỗ tiệm vàng Hưng Long rồi. Giờ chúng ta sẽ cùng đi đến cái ATM nha cái nhà. Được chuyển thẳng vào tài khoản của mình. Bình thường nếu như mà mình đổi trước thì vẫn được, nhưng mà mình muốn là đổi luôn ở trong ngày để cho cả nhà có thể là biết được cái tỷ giá khi mà mình quy đổi á sẽ là bao nhiêu. Theo mới nhất ở Vĩnh Long, thành ra mình quyết định đổi luôn, để luôn buổi sáng để mình đổi. Cả nhà đây mình xem lại mình sẽ rút là bao nhiêu đây. Đây mình cho cái nhà xem lại nha. Mình nhận được là 12.375.000. Đó. 200 đồng. Mình xin nhắc lại, chia sẻ với một lần nữa với cả nhà, hình như là đây là số tiền Na Uy của anh Hiếu gửi về cho mình thông qua tài khoản luôn.
Đó. Thành ra là không biết là có phải là anh Hiếu hay không, anh Hiếu kiểm tra lại giúp cho em nha. Nhưng mà tại vì chuyển qua em nhận, em không có nhận được tên đó. Mà em thấy anh có comment ở trên bài viết của em đó. Thành ra là em nghĩ là chắc có lẽ là tiền của anh Hiếu bên Na Uy ạ. 12.375.200 thì mình rút là cái này rút trước 10 triệu rồi đó. Đối với những cái cây ATM mà ở ngoài ngân hàng cái nhà ở Vĩnh Long thì riêng cái cây ATM của mình thì rút tối đa một lần là được 10 triệu. Rồi chúng ta rút tiếp nha cả nhà. Cái này mình sẽ rút là 2.4 triệu. Thì mình gửi luôn cho vào cho chẳng là 12.400.000. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng ra để gặp mặt những đồng đội của mình. Để mình tổng kết lại số tiền rồi mình thông báo cho cả nhà nha. Rồi cả nhà đợi mình tí nha. Rồi cả nhà ơi, vậy là mình đã ra chỗ mình với đồng đội mình tập hợp vào buổi sáng hôm nay. Mình xin nhắc lại với cả nhà một lần nữa nha. Hôm nay là mình nhận được 5 sự ủng hộ trợ giúp của những mạnh thường quân ở bên Mỹ và bên Uy. Mình xin nhắc lại một lần nữa. Thì đối với tài khoản của mình nhận được một số tiền là 12.375.200 lúc 10 giờ 49 phút ngày 17 tháng 4 năm 2021 nha cả nhà. Thì mình đã đóng bóp vào luôn cho đủ là 12.400.000. Đó, mình không biết có phải là anh Hiếu bên Na Uy không, nếu mà đúng thì anh Hiếu xác nhận cho mình trên YouTube nha. Còn nếu mà không đúng thì mạnh thường quân nào đó thì cũng comment trên YouTube giúp cho mình. Đó, tại đây là cái thời gian mình nhận được và cái ngày mình nhận được và số tiền mình nhận được. Tiếp theo là anh của anh Nam Lâm ở bên Mỹ gửi mình cho 100 đô, mình đổi ra là 2.365.000. Ở đây là anh Hiệp ở bên Mỹ cũng ủng hộ 100 đô. Rồi tiếp theo nữa là chú Tấn Nguyễn Tuấn, chị vợ Tân, hai con gái Trinh Trân là 200 đô, là 4.730.000. Và của anh Diệp Phan Điệp, đó, của anh Điệp là 4 triệu đồng. Thì mình đã tổng cộng được là số tiền tổng cộng hết của năm mạnh thường quân trong ngày hôm nay là 25.860.000. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến trường tiểu học Tân Lộc ở dưới huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long để cùng trao số tiền này để mua những đồng phục học sinh phát cho các khối của các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở dưới huyện Tam Bình nha cả nhà. Rồi đây là những đồng đội của mình trong buổi sáng ngày hôm nay. Đây là bà xã của mình. Đây là bạn Trinh. Đó, đây là bạn Vinh. Chút nữa chúng ta sẽ có thêm bạn Tâm. Và những bạn nào đó mà có thời gian rảnh thì sẽ ghé sau ở dưới Tâm Bình. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đi nha cả nhà. Dạ rồi cả nhà ơi, thì bây giờ mình đang dắt cả nhà ở xã Phú Lộc đó cả nhà. Đây chắc có lẽ là đã ở trong huyện Tâm Bình rồi. Thì chúng ta sẽ di chuyển theo tuyến đường này để chúng ta đi tới thị trấn Cái Ngang nữa cả nhà. Trường tiểu học Tân Lộc cũng gần gần đó. Mình cũng muốn chia sẻ về cái cảnh quê hương đó, cái đoạn đường để cái nhà có thể cảm nhận chung với mình về cái tuyến đường trước khi mà chúng ta đi đến địa điểm thiện nguyện ngày hôm nay với những đồng đội của mình. Nhà có thấy là cánh đồng lúa lại tiếp tục là xanh rì luôn mà.
có những cái clip trước thì mình quay cho cái nhà cánh đồng lúa mà chuẩn bị thu hoạch. Màu vàng thì bây giờ nó đã bắt đầu chuyển sang những cánh đồng lúa màu xanh rồi. Vực trong ở chỗ này trồng những cây dừa xiêm nè cả nhà. Không biết là có anh chị, cô, chú bác nào mà đã từng ở quê hương ở đây không ạ? Nếu có thì hãy comment vào bài viết để cùng chia sẻ về những cái cảm nhận, sự thay đổi của quê hương sau một thời gian mà anh chị, cô, chú bác thấy ha. Tuyến đường này thì nó khá là dằn đó cả nhà. Tại bây giờ là 8:52 buổi sáng nha cả nhà. Mình sẽ nhắc lại là ngày hôm nay là ngày 27/4/2021. Thì cũng chia sẻ với cái nhà luôn là những mạnh thường quân mà gửi cho mình trong ngày hôm nay á, đa số là những mạnh thường quân giúp muốn giúp những hoàn cảnh khó khăn. Thì đối với những hoàn cảnh khó khăn ở thành phố Vĩnh Long thì mình cũng đã nhận sự trợ giúp và giúp rất là nhiều từ hồi tháng 1 âm lịch tới giờ cái nhà. Rất là nhiều mạnh thường quân gửi về cho mình để phát ở trong thành phố Vĩnh Long. Thì do là mình cũng mới vừa phát cái khoảng thời gian 2 bữa trước thôi thì những bà con cũng đã nhận rất là vui vẻ rồi. Thì bây giờ mình dùng cái số tiền, mình xin phép dùng cái số tiền của năm mạnh thường quân này để mình gom lại với nhau, để mình sẽ đem xuống trường tiểu học này để giúp cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn mà không có những bộ đồ mới để chuẩn bị mà bắt đầu năm học đó cả nhà. Đó lý do tại sao mà mình xin phép năm mạnh thường quân trong ngày hôm nay là được dùng cái số tiền công sức, mồ hôi nước mắt của những mạnh thường quân để gửi đến các em nhỏ để tặng những cái bộ đồng phục. Thật ra thì mình chưa nghĩ tới chuyện này đâu, nhưng mà do cái khoảng thời gian mình làm và mình đăng thì mình cũng có nhận được nhiều cái sự mà nhờ giúp đỡ của các giáo viên trường ở các huyện đó. Thì mình thấy là đây là một cái lời kêu gọi rất là hợp lý luôn đó. Thành ra là mình quyết định là dùng cái số tiền nhưng mà thầy quân này chia sớt cho những trẻ em nhỏ ở những cái huyện ở trong tỉnh Vĩnh Long. Mình sẽ cố gắng thì nếu mà mạnh thường quân nào mà muốn giúp những trường học hay là các em nhỏ mình sẽ tiếp tục mình gửi tiếp. Còn nếu mà những mạnh thường quân mà gửi cho những người lớn tuổi khó khăn, không may mắn trong cuộc sống thì mình cũng sẽ gửi luôn. Nhưng mà tùy theo cái khoảng thời gian và thời điểm thì mình sẽ phân bố cho nó hợp lý. Vậy là chúng ta sẽ đi vào đường này nha cả nhà. Ở đây là chúng ta có thể thấy được là ấp 3B xã Phú Lộc. Tuyến đường này bề ngang chắc khoảng tầm là 1m thôi cả nhà. Hư hại cũng khá là nhiều rồi đây. Và tuyến đường này cũng đã được xây dựng một thời gian nè. Vậy là trường tiểu học ở trong đây. Thì cũng rất cảm ơn đồng đội là bạn Vinh của mình. Bạn ấy thì bán bảo hiểm cho Bảo Việt đó cả nhà. Thành ra là bạn ấy có rất là nhiều khách hàng. Đó là giáo viên ở dưới những cái huyện vùng sâu vùng xa. Đó thì
cũng như lời giới thiệu của bạn ấy, thì mình mới hôm nay mới biết được về trường cái tiểu học Tân Lộc này. Ở đây có nhiều bưởi, những trái bưởi quá xay luôn nè cả nhà, xay trái lắm luôn. Đó, được bao bọc rất là kỹ lưỡng phải không ạ? Trường tiểu học Phú Lộc. Vậy là đây là chưa phải chỗ của chúng ta. Chúng ta là Tân Lộc. Cầu khá là cao. Cho cả nhà xem nha. Đẹp ha cả nhà ha. Và chúng ta tiếp tục thôi cả nhà. Đường đây hư hỏng còn nhiều hơn nữa là cả nhà. Mình thì luôn muốn cho cả nhà cùng cảm nhận chung với mình về cái quãng đường đi tới cái một cái trường học ở cái vùng xa ở thành phố Vĩnh Long, ở chúng ta quẹo phải. Đường này thì bắt đầu là đường nhựa rồi cả nhà, cũng rộng hơn một tí rồi, chắc khoảng là 2 mét. Cả nhà có cảm nhận được một cái không khí rất yên bình không ạ? Rất là ít xe luôn. Và cái độ mát của những cái cây hai bên lề đường nữa cả nhà, cho chúng ta rất là dễ dãi ha. Nguyên cảnh tổng hợp cả nhà. Trường mầm non Hiếu Nhơn mà mục tiêu mà dưới sự mà giúp đỡ của cô hiệu trưởng cô Ánh đó cả nhà, thì cô Ánh vừa mới mấy ngày trước có nhắn tin mình là cô Ánh đang rất là cần sự ủng hộ của mình thường quân để gửi về. Cô Ánh gửi rất là rõ về các vật tư mà cô ấy tính xây dựng một cái mái che ở trường mầm non đó cả nhà, để cho các em học sinh của trường cô ấy được có một cái khoảng không gian mát để cho các em mà nhỏ mầm non có thể là vui chơi đó cả nhà, đó và học tập. Thì cô ấy có xin mình là một cái kinh phí để xây dựng một cái mái che, thì nó tầm khoảng là hơn 31 triệu. Thì mình cũng muốn chia sẻ với cả nhà như vậy đó. Tại vì thì đối với cái nhận cái sự tiền ủng hộ của mình thường quân á, thì mình luôn luôn muốn chia sẻ về những cái huyện nó khác nhau để cho nó mang một cái tính chất mà giống như là cái ý nguyện của những mạnh thường quân là muốn chia sẻ đến với những hoàn cảnh khó khăn ở khắp những cái nơi mà từ thành phố đến nông thôn ở tỉnh Vĩnh Long đó. Thì thật ra là mình đây mình thấy một trường tiểu học. Vậy đây. Vậy là ở đây là trường tiểu học Tân Lộc, tới hai bên là cả nhà. Một bên trái và một bên phải. Ở đây là xã Tân Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long nha cả nhà. Ấp 2. Chắc có lẽ là một trường mới và một trường cũ đây. Rồi chúng ta cùng vào thôi. Rồi, chào thầy. Chào. Đây là những đồng đội thiện nguyện của mình trong buổi sáng ngày hôm nay, giúp mình trao những đồng phục. Bạn Trinh và bạn Tâm đã xuất hiện rồi nè cả nhà. Tại vì nhà bạn Tâm thì ở trên đường xuống đây rồi. Là... Dạ, chào thầy. Dạ. Mày Dung hả? Dạ rồi. Dạ rồi.
Đợi em tí nha. Dạ. Rồi cả nhà ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào. Dạ, vào đâu thầy? Dạ. Vào đâu? Để em gửi số tiền á. Dạ. À, bây giờ là em vào đâu để em gửi số tiền? À, vô đây có pha nhận. À. Người bán mua đồ. Dạ. Pha ơi, mấy đứa nhanh cách em nhận đồ chỗ anh tiền chỗ anh. Rồi, chào mấy thầy. Em là Khương Nhật Minh, một reviewer cũng như YouTuber đến từ thành phố Vĩnh Long. À. Dạ. Thầy, hôm bữa là em có chia sẻ với mấy thầy là em gửi 20 triệu để mua những cái đồng phục dành cho các chị em khó khăn ở trong trường của thầy. Nhưng mà hôm nay thì em đã nhận thêm được sự ủng hộ, là thành ra là em được tới 25 triệu 860 nghìn. Đó, thì bây giờ là còn dư một mớ đó. Thì thầy có thể là đồng phục của mình là đặt có dư không thầy? Dạ có. Dạ, nếu mà được thì có thể là sử dụng hết cái số tiền ngày hôm nay của em luôn. Dạ. Rồi, bây giờ là thầy, bây giờ thầy nào sẽ nói chia sẻ với em về cái số lượng phần trong ngày hôm nay. Dạ. Dạ. Thầy nào có thể chia sẻ với em ạ? Cái số lượng phần ngày hôm nay với em á. Dạ dạ. Rồi, chào mấy thầy. Mình chỉ giới thiệu thôi. À dạ, nói chung là em chỉ cần nghe cái biết cái số lượng thôi để em có thể cho những mạnh thường quân nước ngoài á. Dạ. À, là người ta biết về các khối, ví dụ như một khối 1 thì sẽ có bao nhiêu hoàn cảnh vậy đó. À, thứ hai là khối 2 sẽ có bao nhiêu hoàn cảnh, bao nhiêu bộ đồ đó. Đó, dạ, để em gửi thôi. Dạ. Mình xin chia sẻ lại với cả nhà một lần nữa là hôm nay mình nhận được sự ủng hộ của năm mạnh thường quân, tổng cộng là 25 triệu 860 ngàn. Đó là hôm nay là em sẽ dùng cái số tiền của những mạnh thường quân này để gửi cho trường của thầy, để gửi đến những em học sinh. Vậy là thầy là hiệu trưởng. Dạ, thầy tên gì ạ? Tên Dũng. Dạ, thầy Dũng, hiệu trưởng trường Tân Lộc phải không ạ? Tiểu học Tân Lộc. Chào thầy. À, còn thầy là thầy Kiệt. Dạ, thầy là bên phó chủ tịch hội khuyến học. Dạ. Thì hôm bữa là em có chia sẻ với mấy thầy rồi đó, là coi như là chắc mấy thầy cũng gấp rút ha. Dạ, để mình coi cái danh sách phải không ạ? Dạ. Thì em cũng đã từng mà có phát ở dưới trường mầm non Hiếu Nhơn á. À dạ. Đợt đó thì em cũng nhờ cô hiệu trưởng ở dưới. Dạ, thì hôm nay là em nhận được sự ủng hộ của những mạnh thường quân á. Đó, thành ra hôm nay em dưới sự hướng dẫn của đồng đội của em là anh Vinh đó, rồi biết được thầy nào đó. Và trong trường thì em cũng muốn ủng hộ cho những học sinh của đây của chúng ta. Ở đây thường thường mà đối với những em nhỏ ở đây, cái hoàn cảnh nó khó khăn có nhiều mà mấy thầy? Cũng bộn bộn cũng nhiều. Dạ. Đa số là dân mà sống bằng ngày nông không à. À, đi dạ. Làm thuê làm mướn là nhiều. Dạ. Vậy nên thường mà đối với những hoàn cảnh khó khăn thì cái chi phí học của nó thì nó đóng có được hỗ trợ gì nhiều không thầy? À, nói chung là ngay chỗ tiểu học thì nó không có đóng học phí. Dạ, không đóng luôn. Nhưng mà ví dụ như có học buổi chiều hoặc là nó học cái môn tự chọn môn tiếng Anh rồi này kia đó. À dạ. Có đóng tiền hỗ trợ nó biên giải. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi. Dạ. Như các khoản thu bảo hiểm đồ này kia đó. Dạ. Khó khăn nó gặp khó trong gì. Dạ. Nói chung thì chi phí của mình nó cũng rất là khó khăn để hỗ trợ có thể nhiều hơn phải không ạ? Dạ rồi. Rồi thầy có thể là cho em biết về cái của mình là có mấy khối và mấy lớp không thầy ạ? À, tổng cộng thì nó trường thì nó cái 5 khối lớp. 5 khối lớp. Lớp 1 đến lớp 5. Dạ rồi. Thì mỗi khối là mình thầy có tổng cộng được bao nhiêu cái trường hợp khó khăn chưa? Dạ. Khối 1 thì 21 em. 21, dạ rồi. Khối 2 31. Dạ. Khối 3 thì 38. Dạ. Khối 4 là 44. 44. Rồi, dạ. Điên khối 5 thì năm nay lên lớp 6 rồi nên không có dạ đúng rồi. Tay cho quần áo thì các em không mặc được. À dạ đúng rồi, hợp lý. À, cho cái khác. Dạ rồi. Bây giờ thí dụ như bây giờ là thầy có tổng cộng là bao nhiêu học sinh sẽ nhận được trong ngày hôm nay không ạ? 134 em là của 4 khối lớp. Dạ. 1 2 3 4. Còn là thầy có tính giúp em là cái số tiền là bao nhiêu chưa? À, số tiền là chỉ có là 19.962.000 đồng. Dạ rồi, 19.962.000. Dạ. Dạ, thì bây giờ là em cũng chia sẻ với mấy quý thầy luôn. Dạ. Là hôm nay em nhận được 5 sự ủng hộ của 5 mạnh thường quân bên nước ngoài. Dạ.
thì tổng cộng là 25.860.000. Thì bây giờ một lần nữa thì em cũng muốn chia sẻ với mấy thầy để mấy thầy có thể là biết về những cái mạnh thường quân mà ủng hộ của chúng ta trong ngày hôm nay. Dạ, thì đây em cũng đã tổng kết gửi riêng. Dạ đây, đây là em nhận được của anh Hiếu bên Na Uy, có chuyển vào tài khoản của em là 12.375.200 đồng. Thì em cũng đắp vào luôn cho đủ là 12.400 cho dễ. Cái thời gian em nhận là 10:49 ngày 17/4/2021. Đó thì đây là em gửi là 12.400. Giờ bây giờ thầy đếm lại giúp em. Dạ thầy cứ đếm giúp em cái đó đi. Rồi sẵn đây em cũng nói luôn. Đây là em nhận được của anh Điệp, cũng bên anh Điệp bên Mỹ. Dạ thì gửi về ủng hộ chúng ta là 4 triệu, thầy đếm giúp em luôn. Dạ rồi, còn đây là tấm lòng của chú Nguyễn Tuân hay Nguyễn Tuấn gì đó. Dạ, tại vì những mạnh thường quân nước ngoài thì không có viết dấu. Dạ. Dạ. Đó, rồi. Rồi chị vợ Tân và hai con gái là Trinh và Trân là gửi 200 đô. Em cũng đổi ra được là 4.730.000, thầy đếm giúp em luôn. Dạ rồi, rồi tiếp theo thì em đây là tấm lòng của anh Hiệp ở bên Mỹ gửi về cho em để gửi cho bên thầy là 100 đô. Thì em đổi sáng nay là được 2.365.000. Dạ rồi, còn đây là cũng là 100 đô của anh Lâm Nam. Dạ, cũng là 100 đô luôn. Dạ. Đó thì em tổng cộng hết của năm mạnh thường quân là được 25.860.000. Thì như thầy nãy có chia sẻ là 19.920.000 phải không ạ? Yeah. Rồi thì bây giờ em cũng chia sẻ với mấy thầy luôn. Mấy thầy có biết là bộ sách giáo khoa mà lớp 5 lên lớp 6 là bao nhiêu không ạ? Yeah. Nó tầm khoảng bao nhiêu ạ? Dạ 200.000 không? Dạ, vậy là coi như là vẫn còn được khoảng hơn 5 triệu phải không ạ? Dạ. Thì đó thì bây giờ là khối năm của mình là được bao nhiêu lớp thầy ạ? Hai lớp. Là khoảng được bao nhiêu học sinh thầy? 63 mà một bộ thì nó khoảng là 200.000. 200.000 thì coi như là không đủ rồi. Cái này mấy đứa khó khăn. Dạ rồi, vậy thì bây giờ thầy bây giờ còn dư lại số đó. Thì bây giờ quý thầy giúp em lựa những hoàn cảnh khó khăn, sau đó những mua những bộ sách lớp 6. Rồi sau đó là sẽ trao giúp cho em vào cái dịp cuối năm. Dạ, tại vì cái này là phát sinh thêm thôi, mới đợi em tính chỉ khoảng 20 triệu thôi. Nhưng mà này là mạnh thường quân gửi thêm. Đó, thành ra em mới gửi luôn cho bên thầy. Dạ. Rồi bây giờ là những bộ học đồng phục đã có chưa thầy ạ? Dạ rồi. Bây giờ thầy dắt em đi coi về những cái đồng phục nha. Dạ. Coi như là em đã trao hết là số tiền dành cho mấy quý thầy rồi ha. Bây giờ em sẽ đi coi đồng phục. Dạ, đâu vậy thầy? À. Dạ. Rồi chào quý cô. Giờ đi. Giờ chỗ mát mình đứng thôi chứ không cần phải đúng quy tắc là mình đứng đúng chỗ đâu. Rồi chào mấy thầy mấy cô nha. Mấy thầy mấy cô thì cứ làm việc chung với em một cách dễ dàng nhất thôi. Đó. Hello, chào mấy con. Rồi chào chú kìa. Chào mấy con. Đây là học sinh của khối lớp mấy à chị hả? Từ lớp 1 tới lớp 4. À, lớp 1, lớp 4 là đây là những hoàn cảnh khó khăn nhất phải không ạ? Ở trường tiểu học Tân Lộc của chúng ta phải không ạ? Dạ. À, cái nhà có thể thấy không? Rất là ngoan luôn. Mấy con thường mà ở nhà thì ba mẹ cho ăn gì nè? Buổi sáng là cho ăn gì trước khi đi học? Nói cho chú nghe cái nào. Đứa nào nó lớn lên. Chú là chú ăn xôi đó, còn mấy con ăn gì? Ăn cơm nấu ở nhà hay là ở đâu? À, vậy là đứa nào cũng ăn cơm ở nhà trước khi đi học đúng không? Có đứa nào nhịn đói bữa nay không? Giơ tay lên chú xem. Có đứa nào sáng nay chưa ăn sáng không? À, vậy là con sáng giờ chưa ăn hả con? Để chút xíu coi chú có gì chú cho tặng cho con ăn nha. Thường là con là lớp 1 hả? Đúng không? Mấy bé rất là nhỏ nhắn luôn. Dạ rồi, vậy thì bây giờ là mình sẽ bắt đầu là mình mời theo khối nhận hay sao thầy ha? Dạ khối đi nha. Dạ rồi.
Thì bây giờ là cho em coi cái đồng phục được không ạ? Dạ. Dạ. Nó có khác biệt cái màu hay là gì không thầy? Không. Dạ, coi như là màu giống nhau nhưng mà chỉ khác cái kích cỡ thôi đúng không? Cái này mình dạ. Mình ghi tên luôn vô từng bộ đồ. À. Mình đã, wow, dạ, vậy là rất dễ. Dạ đúng rồi, rất là kỹ lưỡng luôn. Dạ, quá kỹ lưỡng luôn. Hay quá. Vậy thì bây giờ là thầy giúp em về cái vấn đề đọc tên ha. Rồi những đồng đội của em hôm nay là sẽ trao cho các em. Cầm này đọc thôi cũng được. À cầm cái này đọc. Rồi rồi rồi. Rồi bây giờ anh cần một photo chụp đi ạ. Lao camera trước khi chụp nha em, để cho nó nét nha. Đó. Hay quá. Phải nói mấy thầy chuẩn bị là rất là chu đáo luôn á. Em hơi bị bất ngờ. Dạ rồi. Dạ dạ. Khó lắm, tại vì đồ mỗi em một xe. Bởi mấy đồ mất ngày đó. Mấy con giơ tay lên nha. À, đọc đúng tên của ai thì bạn đó giơ tay lên nha. Sau đó là mình nhận những cái đồng phục của những cô chú bác ở ngoài Mạnh Thường Quân bên nước ngoài nha. Đó, gửi về cho các con đó, nhờ sự giúp đỡ của các thầy cô ở trong trường. Đó. Thì mà khi các con nhận á thì các con có thể là cảm ơn cô chú gì đó ha. Đó, để cho cô chú mà ủng hộ chúng ta có thể là có những cái niềm vui hơn nha. Vậy là mình bắt đầu mình phát khối 1 trước phải không thầy hả? Dạ rồi. À chị đúng rồi khoan để chú đọc tên rồi con hãy nhận nha, để chú xíu nè nè cô chú mà đọc tới tên ai á đúng họ tên thì giơ tay lên nha, để cho cô chú giao cho đúng nha. Rồi rồi em lấy tên này bác, em đọc giơ tay lên nha. Phương Anh. Đó, rồi, giỏi. Rồi. Rồi. Ngoan. Ừ, con cứ đứng nha. Rồi, tiếp tục luôn. Nguyễn Tấn Khang. Nguyễn Tấn Khang, hay quá. Rồi, đứng lên luôn con ơi. Giỏi. Đó. Quá chuyên nghiệp. Nguyễn Thị Ngọc Diễm. Có đồ mới thích không con? Hả? Chú là chú thấy là con thích là lắm rồi đó. Đó. Rồi photo chụp giùm anh một tấm tập thể đi em. Rồi sau đó là khoan nha, để chú hỏi cái nha. Từ nào giờ là con đi học là được mua đồ mới hay là ba mẹ xin của ai rồi cho lại cho mình đi học? À, mấy con lớp 1 chắc cũng hơi khó trả lời đúng không? Khoái không con? Thích không con? Chú thấy là con thích lắm luôn á. Con thích không? Nãy con tên gì chú quên rồi. Khen đúng không? Ừ, rồi, cho chú chụp một tấm nữa nha. Rồi sau đó là các con về lớp học nha. Đó. Đây là những bộ đồ có cái số là số 6 hả thầy hả? Dạ đúng rồi. Vậy là mình cũng phải là canh rất là kỹ ha. Mình kiểm tra rất là kỹ về những cái số, những cái chiều cao các bé ha. Rồi, mời các con về chỗ, về lớp học nè. Dạ, về. Bây giờ cho mấy bé nó về học luôn được không chị? Dạ rồi. Dạ cho về học luôn đi, để nó đứng nó mỏi chân đó. Dạ cho nó về học vô giùm em đi. Dạ. Khối nào em xong khối đó. Dạ rồi. Cái này là khối lớp mấy thầy? Lớp 2. Dạ rồi, lớp 2 này hơi đông ha. Lớp 2 này hơi đông nè. Lớp 5 chục đứa đâu ạ. Dạ, ồ dữ.
dắt một đứa đi quà gạo, nhận gạo, nghèo nhận gạo rồi. Đó, hôm nay chúng ta có đồng phục nha, chuẩn bị đón năm học mới nha mấy con. Yeah. Khoa Nam dán, khoa Nam nhân gạo em cho coi để đi. Dạ rồi, rồi Khoa Nam rồi. Giờ gửi giùm em. Lê Ngọc Hạnh. Giơ tay lên, đúng rồi. Nguyễn Thanh Trúc, giỏi, giỏi, giỏi. Quỳnh Anh giỏi, đây, giỏi. Nguyễn Như Ý, giơ tay lên, yeah. Rồi tiếp luôn con ơi. Kim Ngân, rồi giỏi. Mấy hạt tiêu đây, đó. Nguyễn Thanh Phúc. Đó, Lê Chí Thanh. Trương Đình Phát. Đó. Trần Hồng Bảo Như. Bảo Như. Lê Thị Anh Thư. Nguyễn Thị Mộng Cầm. Mộng Cầm. Mộng Cầm đâu? Dạ rồi, rồi thầy giáo chuyển về cho học sinh giùm em. Bảo Ngân, có Bảo Ngân không? Bảo Hân. Bảo Trân. Vậy là chắc có sai không? Vậy là đúng phải không thầy? Rồi rồi. Sơ sót đánh máy. À, thầy giáo chủ nhiệm đã phát hiện ra một em ham vui để vô sắp hàng. Rồi, vậy là đủ chưa thầy hả? Chụp toàn thể cho em. Thầy mấy bộ. Đó. Rồi mấy con nè, mấy con từ nào giờ là mặc đồ này là đồ mới mua hay là đồ mà cha mẹ xin của ai? Ừ? Có đứa nào mặc đồ mới mua năm nay không? Giơ tay lên chú xem. Vậy là coi như là chúng ta chỉ mặc đồ của những bạn khác đúng không? Những anh chị lớn khác rồi đưa lại đúng không? Rồi mấy con hôm nay là nhận được đồ đồng phục mới của những mạnh thường quân thì mấy con có vui không? Rồi, giỏi quá. Rồi, thôi chúc mấy con học giỏi nha. Rồi, mời mấy con về lớp đi. Rồi. Dạ, từ từ đi em vận động cho, em vận động. Em vận động áo sơ mi, quần tây rồi ha, áo dài rồi ha. Rồi, tới khối lớp 3 phải không ạ? Đâu, qua đây nè con. Rồi, vậy là 2, 4, 6, 8, 9, 9 bạn. Xích lên con, nè, rồi, đúng rồi. Rồi, đọc luôn. Rồi, mời bạn Lê Thị Bảo Thi. Bảo Thi, giơ tay lên. Trời ơi, tên quá đẹp. Ủa, con gái hả con? Hải Yến, bạn Hải Yến có không? À, đầu tiên kìa, đó. Bạn Nguyễn Trọng Phúc. Trọng Phúc. Tên đẹp không luôn. Bạn Bùi Hoàng Phúc. Cải Lương, Hoàng Phúc. Đó. Hoàng Phúc hả con? Rồi, bạn Trần Thị Yến Như. Trời. Tên đẹp quá. Bạn Trần Hữu Thắng. Bạn Nguyễn Thị Tiên, đó. Quá hay, quá ý nghĩa. Rồi, vậy là đủ những bạn ở khối lớp 3 rồi, đúng không? Nãy bạn nào nói chưa ăn sáng ha? Hình như lớp 4 đúng không? Đó, rồi mấy con sáng ăn cơm hết rồi hả? Ừ. Mấy con khi được nhận quà hôm nay của những mạnh thường quân có đồng phục mới thì mấy con có cảm giác như thế nào? Rồi giỏi. Rồi chúc mấy con ngoan chóng lớn và học giỏi nha. Và nghe lời thầy cô nha, cha mẹ nha. Rồi chào tạm biệt các con. Rồi mời mấy con về lớp. Rồi chúng ta là tới khối lớp 4 nha cả nhà. Lớp 4 thì cũng không có cao lắm.
Tại vì đối với cái khu vực ở đây thì rất là thiếu thốn nhiều thứ về cái vật chất cả nha. Lớp 5 về đi con, sau này có tập dở ha. Đó. Hay quá. Ngoan. Hữu Tuyền. Đó. Tiền à, tiền bạc ha, tiền bạc. Tưởng đâu Tuyền kia chứ. Yeah. Hay quá. Nguyễn Ngọc Thiên Kim. Đó. Bạn Trần Thanh Thảo. Trời ơi, Thanh Thảo. Thảo. Chưa ăn sáng phải không con? Rất là đẹp trai luôn nha. Đó. Bạn Nguyễn Hồng Hân. Hồng Hân. Phải con không? Vậy con tên gì? Quỳnh Thị Kim Ngân. Quỳnh Thị Kim Ngân. À, dạ. Vậy là mời giáo viên chủ nhiệm nhận giùm em nha. Dạ. Rồi mấy con đợi chú ấy nha. Rồi bây giờ mấy mà mai mấy thầy vào trong chụp một tấm để em làm kỷ niệm à. Dạ. Dạ mấy thầy vô mấy thầy mấy cô vô giùm em cái để em chụp tay tấm kỷ niệm. À mời cô vào luôn à. Cô áo hường để em chụp cho. Để em chụp gửi cho. Rồi em mời cô vào luôn à. Dạ dạ, mấy thầy cô cứ vào đi ạ. Dạ dạ, nói chung là đẹp mà. Rồi thì bây giờ là dạ, rồi mời chị vào. Rồi bây giờ thì một lần nữa thì bây giờ em thay mặt là những mạnh thường quân và những đồng đội của em hôm nay là cảm ơn những thầy cô rất là nhiều đã làm rất là rõ ràng và chi tiết, nhất là về cái lựa chọn về những cái hoàn cảnh khó khăn như vậy á. Thì em biết là tốn cũng rất nhiều thời gian nè, thêm nữa là in ra rồi chán rồi đồng phục nữa, cũng thuộc dạng là cũng phải ứng trước để trước khi mà em gửi tiền như vậy. Thì như là em chia sẻ với những thầy cô rồi ha, thì với những cái số tiền mà còn dư còn lại á, thì đó là em cũng thay mặt Mạnh Thường Quân để đóng góp cho những bé học sinh lớp 5 là lớp 6 bằng những bộ sách giáo khoa. Thì một lần nữa thì em cảm ơn tất cả thầy cô trong ngày hôm nay. Thì nếu sau này mà em có nhận được sự ủng hộ của những Mạnh Thường Quân khác thì em sẽ tiếp tục em trao những cái tấm lòng đến với những hoàn cảnh con em học sinh và nhất là ở trường của mấy thầy mấy cô. Và một lần nữa thì em cảm ơn rất là nhiều về mấy thầy mấy cô về cái ngày hôm nay rất là ý nghĩa và nhân văn. Dạ em xin hết. Rồi dạ thầy có muốn nói gì không ạ? Đại diện nhà trường thì cũng cảm ơn anh Minh. Dạ. Cùng các thành viên trong đoàn. Dạ. Cảm ơn các Mạnh Thường Quân. Dạ. Đã ủng hộ mà những cái phần quà. Dạ. Cho học sinh nghèo của trường. Dạ. Đó là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Để các em vươn lên phấn đấu trong học tập. Dạ. Thì cũng mong rằng thời gian tới mà các Mạnh Thường Quân có quyên góp được thì cũng dạ. Ủng hộ cho nhà trường để nhà trường thực hiện tốt các hoạt động giảng dạy và học sinh nó có điều kiện đến trường. Dạ. Xin cảm ơn đoàn và cảm ơn các Mạnh Thường Quân. Dạ rồi, em cảm ơn thầy. Rồi, cảm ơn mấy thầy, mấy cô, cảm ơn mấy con rất là nhiều nha. Dạ rồi, sau đây là em sẽ chụp lại một tấm nữa và em xin di chuyển về. Rồi, chúc mấy thầy, mấy cô ngày càng sức khỏe và luôn luôn làm tốt cái nhiệm vụ của mình hơn nữa. Dạ rồi, nếu mà em có nhận được sự ủng hộ thì em sẽ tiếp tục ủng hộ cho mấy thầy mấy cô và trường mình và các em học sinh khó khăn. Dạ rồi, em xin chào ạ. Dạ. Rồi, cái nhà vậy là mình đã gửi xong về tấm lòng của năm Mạnh Thường Quân để gửi đến trường tiểu học Tân Lập, nằm Tân Lộc, nằm ở ấp 2, xã Tân Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Thì cả nhà cũng có thể thấy rồi, những thầy cô với các em học sinh ở đây đó rất là vui khi nhận được những cái tấm lòng của những Mạnh Thường Quân này. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Cảm ơn những Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Hẹn gặp lại cả nhà trong video sớm nhất. Và tạm biệt cả nhà. Sẵn đây mình cũng chia sẻ với cả nhà còn những cái phần quà còn lại á, là tổng cộng là 134 phần á. Thì những thầy có chia sẻ với mình, vậy là những cái điểm của mình là nó nằm ở xa nhau ha thầy ha. Dạ. Vậy là những mình vẫn còn mấy điểm thầy? Hai điểm nữa. Một vậy điểm là cách đây khoảng 5 cây số. Năm cây số. Cách 10 cây số. Vậy là những cái phần quà này mình sẽ di chuyển tới những cái địa điểm khác phải không ạ? Đúng rồi. Coi như là hôm nay là chúng ta trao tượng trưng ở điểm chính, rồi sau đó là những điểm phụ mình sẽ trao sau. Rồi em hiểu rồi, cảm ơn thầy.